Tây Bình Phương, Tây Bình Trọng Sao, Tây Bù Thanh Cần, Tây Trần Ngũ Tế, Tây Trần Văn Nhâm, Nguyễn Văn Nhâm và Tây Công Minh. Xin giới thiệu Tây Lê Đình Thọ ở Mỹ vừa mới về. Xin giới thiệu Tây Bình Phương cũng vừa mới ở Hà Ngoại về. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin giới thiệu cô, các cô. Trước tiên tôi xin giới thiệu cô Tôn Kim Ngẫu, cô Trần Thị Kim Sa, cô Trần Thị Tâm. Về phía các học sinh thì có nhiều bạn từ ở nước ngoài về. Ở đây tôi không giới thiệu nhiều, và chúng ta cũng biết rằng là có nhiều người từ bốn phương trời về cùng họp mặt trong buổi lễ hôm nay. Trải qua 51 năm, thế hệ, nhiều thế hệ đã từ cái mái trường của Kỹ thuật Đà Nẵng, Panisa, và có nhiều thầy cô cũng vì bệnh tật, vì lão hóa mà đã qua đời. Vì chiến tranh, những người thanh niên từ xuất thân từ Kỹ thuật Đà Nẵng cũng đã bỏ mình vì chiến tranh. Chúng ta xin có một phút để tưởng niệm những người đã khuất. Xin kính mời hội trường cùng đứng dậy để chúng ta tưởng niệm. Nhân phút tưởng niệm bắt đầu. Xin cảm ơn, xin mời hội trường cùng an tọa. Chúng tôi xin giới thiệu anh Võ Kim, trưởng ban liên lạc của trường Kỹ thuật Đà Nẵng tại Sài Gòn, có một số ý kiến trong buổi họp mặt hôm nay. Xin mời anh Võ Kim. Kính thưa quý thầy cô, trước khi phát biểu thì em xin bổ sung một số việc là tiếp tục vừa qua xin giới thiệu với thầy cô là về tham dự của chúng ta hôm nay có đoàn Đà Nẵng khoảng trên 40 thành viên và dẫn đầu do là trưởng ban liên lạc kỹ thuật Đà Nẵng tại Đà Nẵng là thành Phạm Ngọc Thạch. Xin giới thiệu với thầy là 40 thành viên là Đà Nẵng vào. Đặc biệt là các đoàn Đà Nẵng kỳ này có một lớp đàn em của chúng ta là khóa 32 vừa qua đã trình bày văn nghệ và một niên khóa hết sức sôi nổi sinh hoạt tại Đà Nẵng và hôm nay đã vào cùng dự của chúng ta. Xin hoan nghênh các em lớp 32. Về phía các cô tham dự thì xin giới thiệu cô Trần Thị Kim Sa. Cô Sa là một cô giáo dạy chúng ta từng thời kỳ ở trường Kỹ thuật Đà Nẵng. Xin mời cô Sa. Về dự với đoàn của chúng ta hôm nay có cái đoàn đại biểu của trường Bách khoa Phú Thọ. Xin thân trọng giới thiệu gồm 4 thành viên gồm tí, xin mời đứng lên để chúng tôi chào mừng. Xin qua hồ. Đoàn Bách khoa Phú Thọ rất xin nhường ngồi dưới gồm 4 thành viên và năm nào đoàn Bách khoa Phú Thọ cũng về dự của chúng ta. Ngoài ra có một số các bạn ở đồng bằng sông Cửu Long như Vọng Hòa, các bạn ở Đồng Nai, Vũng Tàu và Bà Rịa cùng về dự với chúng ta hôm nay. Xin hoan nghênh tất cả. Kính thưa các quý vị khách quý, kính thưa quý thầy cô và các bạn, hôm nay phải nói thật là vui và sung sướng khi chúng ta ngồi trong một hậu trường ấm áp và thân thiện như thế này. Rất là vui và chúng ta chủ đề chuẩn bị cho ngày hôm nay và ban liên lạc kỹ thuật tại Đà Nẵng và một số ban liên lạc lân cận đã phối hợp những chương trình vừa qua và chúng ta đã bắt đầu từ đêm thứ sáu là đã bắt đầu chúng ta đã sục sôi gặp nhau vui vẻ từ khi đoàn thành phố Hồ Chí Minh ra đón đoàn Đà Nẵng tại sân bay lúc 11 giờ đêm 30 ngày thứ sáu. Và tiếp theo là đoàn chúng ta đã tổ chức một chuyến đi du lịch ngày hôm qua tại miền sông nước miền Tây là Bến Tre và Tiền Giang. Thì cũng xin báo cáo như vậy. Em xin nhà phát biểu và lời chào mừng. Kính thưa quý vị khách quý, kính thưa quý thầy cô cùng các anh chị cựu học sinh kỹ thuật Đà Nẵng thân mến. Năm Nhâm Thìn đã qua, năm Quý Tỵ đến. Không khí ấm áp mùa xuân mới tràn đầy hạnh phúc, những niềm vui mới với bao hy vọng, may mắn, hạnh phúc và thành đạt. Tất cả chúng ta ai cũng có điều ước vọng cho riêng mình, cho gia đình hạnh phúc, cho bạn bè, tạo được nếp sống mới cho bản thân với những kỳ vọng vui tươi trong cuộc sống.
hòa với niềm vui chung của xã hội, Ban Liên lạc Kỹ thuật Đà Nẵng tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp mặt đầu năm lần thứ 29 để chào mừng Xuân Quý Tỵ, tạo cơ hội cho thầy và trò trường kỹ thuật đã chúng ta hàn huyên tâm sự, trao đổi tâm tình, kể cho nhau nghe những câu chuyện cũ ngày xưa trong trường, gặp nhau không chê trách, gặp nhau chủ yếu là vui, gửi cho nhau những lời chúc tốt đẹp, thân thương, gặp được bạn đoàn đại biểu Đà Nẵng hơn 40 thành viên do thầy Phạm Ngọc Thạch dẫn đầu, gặp được số thầy cô bạn, thầy cô bạn ở nước ngoài về. Ngoài ra đoàn cũng sắp xếp về công việc, các đoàn sắp xếp công việc vượt hàng nghìn cây số về chung vui, chung sức của chúng ta, gặp được vị lãnh đạo lớn cao nhất của Hội đồng Hương Đà Nẵng tại thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị đã có lời thăm hỏi ân cần, quan tâm đến cuộc sống của thầy và trò trường kỹ thuật Đà Nẵng đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Thay mặt cho ái hữu kỹ thuật Đà Nẵng thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh, chào mừng các vị khách quý, chào mừng quý thầy cô và các anh chị đã sắp xếp công việc về đến dự với ngày họp mặt kỹ thuật lần thứ 29 tại thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị khách quý, quý thầy cô và các anh chị, trong năm qua, Ban Liên lạc Kỹ thuật Đà Nẵng tại thành phố Hồ Chí Minh đã làm một số việc như là thăm viếng các thầy cô, các anh chị khi có gia đình có tin buồn, giúp đỡ các cá nhân gặp khó khăn, vận động các thành viên kỹ thuật Đà Nẵng trong nước cũng như nước ngoài ủng hộ giúp đỡ các anh chị khó khăn trên. Nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập ngày trường kỹ thuật Đà Nẵng tại Đà Nẵng, Ban Liên lạc Kỹ thuật đã vận động được hơn 40 thầy và trò về dự lễ tâm lãng ngôi trường xưa thân yêu. Trong dịp này, đoàn Sài Gòn đã được Ban Liên lạc Kỹ thuật Đà Nẵng đón tiếp nồng hậu kể từ khi xuống máy bay. Sau đó đã được mở tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng tại tòa nhà Thanh Bình Chanh. Tòa nhà đa số thành viên của đoàn Sài Gòn đều nghỉ tại tòa nhà Thanh Bình Chanh. Đây là một tòa nhà 11 tầng đồ sộ nguy nga, gồm 40 căn hộ do các thành viên đại đa số là thầy và trò trường kỹ thuật Đà Nẵng thiết kế, thi công, tư vấn, quản lý. Và hiện nay một thành viên của chúng ta kỹ thuật Đà Nẵng là anh Võ Văn Lượng, là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty quản lý Thanh Bình Xanh. Ngày hôm sau, ngày 17 tháng 11, đoàn đã được đi du lịch xứ hoa một ngày rất vui. Ngày 18 tháng 11, đoàn về dự lễ kỷ niệm trong không khí hoành tráng đầy thân thương giữa thầy và trò. Ngày 19 tháng 11, đoàn Sài Gòn ra về với sự tiễn đưa hết sức chân tình, nồng ấm. Kể trở lại Sài Gòn, người ở lại Đà Nẵng đều cảm động lúc chia tay. Trong năm 2012, trong ái hữu chúng ta có một thành viên là anh Nguyễn Văn Đào, phó ban liên lạc kỹ thuật Đà Nẵng tại thành phố Hồ Chí Minh, và anh Đỗ Xuân Thạnh đã bỏ tiền ra khoảng hơn 60 triệu đồng và 3 tháng công sức để thực hiện một bộ phim đầy kỷ niệm là tên là Về Mái Trường Xưa, đã đem lại nhiều cảm xúc sinh động và ghi lại những hình ảnh khó quên giữa thầy và trò trong bộ phim này. Trước Tết Nguyên Đán vừa qua, Ban Liên lạc Đà Nẵng kỹ thuật Đà Nẵng tại Sài Gòn cũng kêu gọi một số ái hữu chúng ta thật sự giúp một số ái hữu chúng ta thật sự khó khăn, không dám mơ ước một mâm bánh chưng trong ngày Tết. Chỉ trong 3 ngày, một số thầy và trò trong và ngoài nước đã ủng hộ được tổng số tiền là 16 triệu 800 nghìn và 400 USD. Trong đó chưa kể quỹ của Ban Liên lạc ủng hộ thêm 2 triệu rưỡi. Trưa ngày 29 Tết, Ban Liên lạc đã phân công nhau đem số tiền trên đã đưa tận tay các ái hữu khó khăn. Trong các thành viên được hỗ trợ, có thành viên nhận được 1 triệu đồng, có thành viên nhận được trên 4 triệu rưỡi đồng. Để làm được những công việc trên và công tác chuẩn bị cho ngày 29, kỷ niệm là 29 lần thứ 29 kỹ thuật Đà Nẵng, ngoài sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị, còn các mạnh thường quân đã ủng hộ vật chất và tinh thần cho Ban Liên lạc Kỹ thuật Đà Nẵng tại thành phố Hồ Chí Minh, như là thầy Tôn Thác Liệu, thầy Trần Phát Lạc, thầy Phạm Văn Thạch, thầy Hoàng Văn Thạc, thầy Huỳnh Phương, thầy Lê Đình Thọ và một số thầy khác. Và một số anh chị như anh Tú Dẫn, anh Nguyễn Văn Hùng, anh Trương Võ Văn Chính, anh Trần Mạnh Hùng, anh Nguyễn Văn Đào, anh Hồ Quang Thiệp, anh Hồ Tiến Hùng, anh Đỗ Duy Ngọc, anh Phan Văn, anh Hoàng Anh Tuấn, anh Trần Phước Khung, anh Trần Phan Minh Có, anh Trần Quốc Minh, anh Phan Đình Đoàn, anh Võ Văn Lượng, anh Đỗ Ngọc Cải, anh Trần Đức Tuấn, anh Nguyễn Sáu, anh Phạm Xuân Hòa, anh Bùi Tấn Hùng,
chị Lê Thị Hồ, anh Nguyễn Hải, anh Đỗ Bá Sang, anh Đặng Ngọc Tô, Nguyễn Đình Hòa, Quách Tập, Lê Tự Quảng, Trần Từ Hồng, chị Kim Liên, chị Trần Thị Hường, anh Đỗ Xuân Thạnh, kiến trúc sư Nguyễn Văn Thảo, anh Đặng Văn Ngãi, Thu Hương, Võ Văn Lượng, Lâm Thành Tuấn, ban liên lạc hải ngoại và một số thầy cô và anh chị khác. Một lần nữa, thay mặt cho ban liên lạc kỹ thuật Đà Nẵng tại thành phố Hồ Chí Minh, xin gửi đến quý vị khách quý, quý thầy cô và các anh chị, xin cảm ơn chân thành và chào mừng nồng nhiệt nhất. Chúng tôi hy vọng rằng với tinh thần tương thân tương trợ của toàn thể thầy và trò trường kỹ thuật Đà Nẵng, các mạnh thường quân sẽ tiếp sức cho ban liên lạc chúng tôi hoàn thành được nhiệm vụ trọng tâm là tương thân tương trợ. Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn quý vị khách quý, quý thầy cô và các anh chị và chúc quý vị một năm mới dồi dào sức khỏe. Xin chân thành kính chào. Xin cảm ơn anh Võ Kim. Chúng ta hồi nãy tôi giới thiệu thành phần tham dự, chưa giới thiệu cái đoàn của miền Trung, muốn để dành cho anh Kim giới thiệu cho nó trang trọng. Nhưng cái lúc giới thiệu thì anh Kim lại quên lộn tên của thầy Thạch. Xin giới thiệu lại, thầy Phan Văn Thạch, Phạm Văn Thạch là trưởng đoàn của kỹ thuật Đà Nẵng tại Đà Nẵng. Bên cạnh đó còn có một đoàn kỹ thuật Đà Nẵng tại Tam Kỳ. Tôi xin giới thiệu đoàn kỹ thuật Đà Nẵng tại Tam Kỳ. Do anh Võ Kim Lượng. Đúng rồi. Xin cảm ơn. Xin kính chính lại là tên Bùi Trọng Lượng. Bùi Ngọc Lượng. Để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin giới thiệu ở đây trong hàng ngũ giáo sư giảng dạy trường kỹ thuật Đà Nẵng thì có một vị thầy đáng kính là gắn bó với trường từ thời thành lập năm 1962 cho đến khi trường chấm dứt cái nghĩa vụ là năm 1975. Chúng tôi xin giới thiệu thầy Huỳnh Phương có số ý kiến. Xin mời thầy Phương. Xin trân trọng kính chào quý vị khách mời, các đoàn ở Đà Nẵng, ở Quảng Nam như là ở Bách Khoa đã về tham dự cái buổi họp lần thứ 29 này của ban liên lạc. Nhân dân là cái một người trong những người tới xuống thành lập cái ban liên lạc ở Sài Gòn, tôi thật là hết sức vinh hạnh được ban liên lạc Sài Gòn cho phát biểu một vài ý kiến thô thiển đến với các thầy cô và các anh chị em. Không biết có cái từ nào để có thể diễn tả cái nỗi sung sướng hân hoan mà tôi đang có hiện nay. Nếu có thì cái từ đó tôi xin được dùng để nói lên ở đây. Vì sao? Gần 5-6 năm trời này, năm nào tôi cố gắng về được đấy, mà về rất là thoải mái lắm, chỉ trừ lần này mua vé máy bay không được cho đến giờ phút chót. Đêm qua thì tôi lang thang trên bầu trời của Thái Bình Dương, sáng nay thì còn ở tại B, và đi 11:45 thì mới đến phi trường Tân Sơn Nhất, về khách sạn sau khoảng 2 giờ chiều thì sau đó là nhờ thầy Lạc trở đến đây, coi như là không có gì phút nào nghỉ ngơi hết. Nhưng mà rất sung sướng về đây quay hết mệt mỏi, thấy bao nhiêu khuôn mặt rạng rỡ của anh chị em, với quý thầy với cô. Thành ra là cái niềm vui nó làm cho tôi nhớ lại cái bài thơ của thầy Thọ, niềm vui làm trẻ lại đó. Thật sự là nhờ cái niềm vui gắn bó của kỹ thuật mà mỗi người chúng ta